Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 27 tháng 8. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2018. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Các hộ trồng nhãn Việt Gáp ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu tiêu thụ nhãn thuận lợi. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt chùa Thái Lạc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên phối hợp với Trường Chí Trinh Nguyễn Văn Linh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận Tổ quốc năm 2018. Tới dự và giảng dạy tại lớp học có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Trường Chí Trinh Nguyễn Văn Linh cần phối hợp đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ lớp học. Các giảng viên, báo cáo viên được phân công giảng dạy ngoài những vấn đề lý luận phải gắn với thực tiễn. Đồng chí yêu cầu các học viên học tập nghiêm túc, tăng cường thảo luận trao đổi, áp dụng vào thực tiễn của từng địa phương, tăng cường vai trò giám sát đặc biệt cho công tác cán bộ. Buổi chiều, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trực tiếp giảng dạy tại lớp học chuyên đề về công tác mặt trận vận động nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay và nhiệm vụ thời gian tới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các cán bộ làm công tác mặt trận phải chủ động tích cực, thực hiện hơn nữa các nhiệm vụ được giao, có chính kiến và lập trường tư tưởng vững vàng, chủ động nắm bắt tình hình ở cơ sở, phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội, tạo ra sức mạnh lan tỏa, phát huy quyền dân chủ nhân dân, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, các phong trào, các cuộc vận động do cấp trên phát động, tích cực tham gia, xử lý các vấn đề ở địa phương. Được biết, lớp học diễn ra từ ngày 27 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8. Sáng nay, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 20, nhiệm kỳ 2015-2020. Sự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, phát triển đảng viên và kiện toàn tổ chức đảng trong các doanh nghiệp, có chương trình phối hợp cụ thể với tổ chức đảng, tổ chức công đoàn ở từng doanh nghiệp để tuyên truyền giúp đỡ đội ngũ công nhân, người lao động không bị phần tử xấu lôi kéo, kích động, gây mất an ninh trật tự, dẫn đến có các hành vi vi phạm pháp luật do thiếu hiểu biết. Đi liền với đó là tăng cường công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng. Mỗi đảng viên trong doanh nghiệp phải tự nâng cao trình độ, gương mẫu trong lối sống và công tác. Đồng chí nhấn mạnh, các doanh nghiệp tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm cho người lao động, quản trị doanh nghiệp hiệu quả, quan tâm đến công tác xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu công nghiệp và nông nghiệp thế mạnh của tỉnh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, chấp hành đúng các quy định của nhà nước, đặc biệt là các quy định về nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Tỉnh khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào những địa bàn khó khăn, các dự án phát triển nông nghiệp, tạo liên kết giữa nhà nông, nhà doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cũng trong sáng nay, tại huyện Kim Động, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị do Ban báo chí tháng 8 với các cơ quan báo chí của tỉnh. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị sau ban, các đại biểu đã được nghe đồng chí Bí thư huyện ủy Kim Động báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, đặc biệt là ba nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng huyện Kim Động trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019. Tiếp đó, các cơ quan báo chí báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị trong tháng 8. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đánh giá cao kết quả tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong việc phản ánh kịp thời, toàn diện các sự kiện, vấn đề nổi bật trong nước cũng như trong tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền tiêu thụ nhãn cho bà con nông dân gắn với bảo vệ thương hiệu nhãn lồng. Trong thời gian tới, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền cho kỷ niệm 73 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, khai giảng năm học mới với tinh thần ngắn gọn thiết thực.
nhân tháng an toàn giao thông năm 2018, các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền quần chúng nhân dân về văn hóa giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang, tích cực viết bài tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng và cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cơ quan báo chí cần xây dựng và thực hiện chương trình hành động số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định hướng dư luận về những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Do áp dụng trồng và chăm sóc theo đúng quy trình Việt Gáp, nên vụ này các hộ trồng nhãn ở xã Đông Kết, huyện Khoái Châu tiêu thụ nhãn thuận lợi. Vụ này, xã Đông Kết có 100 hộ dân tham gia trồng nhãn theo quy trình Việt Gáp, ước thu khoảng 300 tấn quả. Theo các hộ dân cho biết, từ khi sản xuất nhãn theo quy trình Việt Gáp, chất lượng và mẫu mã sản phẩm nhãn chín muộn miền Thiết không ngừng được cải thiện. Nhiều thương lái đã chủ động tìm về để thu mua nhãn với giá cao hơn, từ 3 đến 5 nghìn đồng một kg so với bán tự do ngoài thị trường. Mới đây, xã cũng đã phối hợp xuất thử nghiệm được 1 tấn nhãn quả sang Nhật Bản. Đến thời điểm này, các hộ dân đã xuất bán được trên 50% diện tích. Một số hộ có diện tích trồng nhiều như gia đình anh Đỗ Bá Ngọc trên 2,7 mẫu, ông Lê Thế Xanh 1,5 mẫu, ông Bùi Văn Chiến 1 mẫu đã cho thu nhập đạt bình quân từ trên 100 đến 150 triệu đồng một mẫu. Thưa quý vị và các bạn, ngoài giúp hội viên tiêu thụ nhãn đi thị trường trong và ngoài tỉnh, vụ nhãn năm 2018 này, Hợp tác xã Nhãn Lồng Tiên Châu, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên còn thu mua sản phẩm của bà con để chế biến lòng nhãn. Hợp tác xã Nhãn Lồng Tiên Châu có 26 hộ tham gia với tổng diện tích 12 ha, trồng chủ yếu giống nhãn Hương Chi T1, T5, T6. Vụ nhãn này dự kiến thu hoạch gần 200 tấn quả. Nắm bắt được sản lượng nhãn năm nay lớn, cộng với thị hiếu tiêu dùng của thị trường ưa chuộng nhãn sạch, nên ngay từ khi nhãn ra hoa đậu quả, hợp tác xã đã tuyên truyền, hướng dẫn các nhà vườn ứng dụng biện pháp chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tạo ra sản phẩm chất lượng, đồng thời đẩy mạnh quảng bá giới thiệu sản phẩm. Nên từ đầu vụ đến nay, mỗi ngày hợp tác xã tiêu thụ giúp bà con được gần 1 tấn nhãn với giá 18 đến 30 nghìn đồng một kg. Gia đình tôi hiện diện tích nhãn là hơn 1 mẫu. Nhà tôi hầu như là sản xuất ra bao nhiêu thì hết bấy nhiêu. Giá hiện tại hợp tác xã thu mua là khá là hợp lý, 18 đến 25 nghìn. Còn những nhãn hàng quà, hàng ngon mà những cây quý hiếm với nhãn T1, T6 và T2 thì thu mua với giá là 35-40 nghìn. Để hội viên không phải lo lắng tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm, ngoài việc thu mua nhãn của hội viên để xuất bán đi các cơ quan, nhà hàng siêu thị, hợp tác xã còn thu mua nguyên liệu của bà con để chế biến long nhãn. Trung bình mỗi ngày hợp tác xã chế biến 1 tấn nhãn quả để làm long. Cái này là ngay từ đầu chúng tôi thành lập thì đã xác định ngay là bán quả tươi để tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Và sau cái quả tươi ấy là những cái quả mà không thể bán được làm hàng quà thì chúng tôi lại chuyển sang làm long. Việc chủ động tìm đầu ra và chế biến nhãn không chỉ giúp hợp tác xã Nhãn Lồng Tiên Châu mở rộng thị trường, phát triển kinh tế thuận lợi mà còn góp phần lớn giúp bà con trồng nhãn được mùa mà không lo về việc tiêu thụ sản phẩm. Tại thôn Lường, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào, hiện có hộ gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh xây dựng trái phép nhà ở trên đất công là đường giao thông và vi phạm nghiêm trọng hành lang lưới điện cao thế tại cụm công nghiệp Minh Đức, cần sớm được giải tỏa. Từ tháng 4 vừa qua, gia đình anh Nguyễn Tuấn Anh đã ngang nhiên xây dựng nhà ở, kinh doanh bia hơi và bán vé số, lấn chiếm toàn bộ mặt đường rộng 7 mét là đường vào khu đất phía trong thuộc thôn Lường, xã Bạch Sam, huyện Mỹ Hào. Đây là đất giao thông đã được phê duyệt thuộc cụm công nghiệp Minh Đức. Diện tích đất gia đình anh Tuấn Anh lấn chiếm là gần 100 mét vuông, nằm giữa hai doanh nghiệp là công ty kết cấu thép Hưng Yên và công ty nhựa An Quý. Điều đáng nói là đây không chỉ là đất giao thông mà còn là đất hành lang lưới điện 35 kV cấp điện cho các nhà máy thuộc cụm công nghiệp Minh Đức. Được biết, Ủy ban nhân dân xã Bạch Sam đã lập biên bản vi phạm luật đất đai và kế hoạch 93A của tỉnh về xử lý vi phạm lấn chiếm công trình giao thông, thủy lợi, nhưng hộ gia đình anh Tuấn Anh không tháo dỡ mà lại xây dựng cơi nới thêm diện tích mới. Theo Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Hưng Yên, năm học này tỉnh ta không xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa. Một số đầu sách bị khan hiếm chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và đã được khắc phục kịp thời.
Năm học 2018-2019, công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục Hưng Yên đưa ra thị trường gần 2 triệu bản sách giáo khoa và sách bổ trợ, tăng trên 10% so với năm trước. Do đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát số lượng học sinh theo các khối lớp và lên kế hoạch đặt in sớm nên tỉnh ta không xuất hiện tình trạng thiếu các đầu sách giáo khoa cơ bản. Tuy nhiên, với các đầu sách bổ trợ, sách bài tập ở khối lớp chuyên cấp, đặc biệt là khối lớp 1, xuất hiện tình trạng khan hiếm cục bộ. Một số đầu sách thiếu với số lượng lớn như vở bài tập đạo đức lớp 1, thực hành hát lớp 1. Hiện công ty đã điều tiết bổ sung kịp thời, đảm bảo không để học sinh thiếu sách trong năm học mới. Mỗi khi con bị nhiễm bệnh, nhiều phụ huynh thường tự ý mua thuốc kháng sinh cho trẻ sử dụng, bởi đây là loại thuốc dễ mua, thông dụng và hiệu quả. Tuy nhiên vì thói quen này, nhiều cha mẹ đã vô tình đẩy bé vào tình trạng kháng kháng sinh, khiến cho việc điều trị bệnh ngày càng trở nên khó khăn và phức tạp. Theo các bác sĩ tại khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, hiện có khoảng 30% trẻ tái nhập viện trong tình trạng bị kháng kháng sinh, với các biểu hiện như ho, sổ mũi, cảm sốt kéo dài, dẫn đến những biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm phế quản do virus, gây nhiều khó khăn cho quá trình điều trị. Nguyên nhân lớn nhất là do sự thiếu hiểu biết của các bậc phụ huynh khi nhiều lần tự ý mua kháng sinh điều trị cho trẻ. Việc dùng không đúng thuốc, không đủ liều, ngừng thuốc giữa chừng không chỉ làm bệnh của trẻ không khỏi mà có thể nghiêm trọng hơn, làm các vi khuẩn đang có sẵn trong cơ thể bé trở nên kháng thuốc. Khi bắt đầu điều trị lại, thường các bé sẽ phải sử dụng loại kháng sinh nặng hơn. Đến thời điểm này, trạm y tế xã Vũ Xá là đơn vị duy nhất trong tổng số 17 trạm y tế xã thị trấn của huyện Kim Động chưa đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2. Nguyên nhân của tình trạng chậm đạt chuẩn là do trạm thiếu trang thiết bị và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác khám chữa bệnh thiết yếu. Trạm được xây dựng từ năm 2015, có tổng diện tích 551 m² với 14 phòng chức năng nhưng chưa được trang bị các dụng cụ khám chữa bệnh cơ bản như máy siêu âm, máy đo đường huyết, máy xét nghiệm nước tiểu, bộ dụng cụ đông y, tủ bảo quản vaccine. Trạm chỉ có 3 cán bộ, hiện còn thiếu 1 dược sĩ và 1 y sĩ. Thiếu y sĩ đông y nên việc khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền ở đây không thực hiện được. Trung bình mỗi ngày, trạm tiếp nhận từ 10 đến 15 lượt bệnh nhân đến khám và điều trị. Tuy nhiên do thiếu cán bộ, trang thiết bị nên trạm chỉ có khả năng chữa trị những bệnh thông thường như cảm cúm, nhức đầu, viêm họng, còn các bệnh khác phải chuyển lên tuyến trên, dẫn đến chất lượng khám điều trị chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân địa phương. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đang hoàn thiện hồ sơ khoa học, đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng chùa Thái Lạc, huyện Văn Lâm là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chùa thuộc thôn Thái Lạc, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, ngoài thờ Phật, chùa còn thờ bà Pháp Vân nên có tên gọi là Pháp Vân Tự, xây dựng từ thời Trần. Chùa Thái Lạc còn giữ được bộ vì gỗ ở gian giữa tòa thượng điện, kiến trúc thời Trần còn khá nguyên vẹn. Loại hình này ở nước ta rất hiếm, trên bộ vì được kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và trang trí. Trên các cốn, các đố của bộ vì và trên các cột, đấu có nhiều mảng chạm khắc lớn, nếu nguyên vẹn có khoảng hơn 20 bức chạm nổi các đề tài khác nhau. Trên ván bưng chạm tiên nữ đầu người mình chim, trên thân cột trụ chạm hình các ông phỗng giơ tay đỡ bệ sen phía trên ván nong trang trí đề tài các tiên nữ, nơi các tiên nữ đang cưỡi phượng, người thổi tiêu, người kéo nhị, có cảnh tiên nữ đầu người mình chim đang giơ tay dâng hoa, dâng hương. Độc đáo hơn còn có cảnh chạm dàn nhạc ba người đang sử dụng những nhạc cụ dân tộc. Năm 1964, chùa Thái Lạc được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Vừa qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu phối hợp với huyện đoàn Khoái Châu và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức thăm tặng quà khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào bị ảnh hưởng do mưa lũ tại xã Mỏ Vàng, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đoàn đã trao 200 suất quà gồm 2 tấn gạo, 200 thùng mì tôm, 200 chiếc chăn, 200 chiếc màn, 100 lốc sữa và thuốc tây với tổng trị giá trên 150 triệu đồng cho các hộ gia đình bị thiệt hại bởi cơn bão số 2 và số 3 tại xã Mỏ Vàng và xã Nà Hầu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Mỗi suất quà gồm 1 chiếc chăn, 1 chiếc màn, 10 kg gạo, 1 thùng mì tôm. Cũng trong chương trình, đoàn đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 100 người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm, đi từng ngõ gõ từng nhà,
đến một lần chưa thông thì đến nhiều lần tuyên truyền để mọi người cùng hiểu. Nhờ cách làm đó, ông Vũ Khả Khoa, trưởng thôn Nguyễn Xá, xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào đã có phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Nhiều năm nay, nhân dân thôn Nguyễn Xá đã quá quen thuộc với hình ảnh người trưởng thôn cùng các cán bộ quân dân chính đảng thôn đến từng hộ gia đình tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng. Nắm chắc quy định của nhà nước công khai số diện tích thu hồi, số tiền đền bù từng hộ khi đi tuyên truyền, vận động nên được nhân dân đồng thuận cao. Khi có dự án đến, là họp xong cái là tôi chấp hành tôi ký ngay. Đấy là tổng số là diện tích nhà tôi mất vào 5 xào rưỡi. Có những trường hợp đến có khi đến 5, 7, 10 lần. Sau đó gia đình mới hiểu ra thì gia đình mới chấp nhận là nhận tiền của dự án. Ở địa phương chúng tôi tới nay khoảng 6 đến 7 dự án thì cơ bản dự án nào về mà triển khai là chúng tôi đều là hoàn thành nhiệm vụ mà đúng với thời gian quy định. 10 năm qua, thôn Nguyễn Xá đã nhường khoảng 60 ha đất nông nghiệp cho phát triển công nghiệp đô thị thương mại dịch vụ, chiếm 1/2 tổng diện tích đất nông nghiệp của toàn thôn. Nhiều thời điểm nhân dân bị đối tượng xấu tung tin sai sự thật, gây khó khăn cho thu hồi đất cũng như việc xây dựng công trình phúc lợi của thôn. Nhưng nói có sách, mách có chứng, bằng các văn bản quy định của nhà nước, ông Khoa giúp mọi người hiểu đúng chủ trương và cùng thực hiện. Với cái vai trò đồng chí trưởng thôn thì phải nói là trong những năm qua là đồng chí rất là tích cực, đặc biệt là cái công tác tức là vận động quần chúng trong cái năm 2017-2018 là cái năm tức là dân vận của chính quyền. Cái đồng chí là một trong những đồng chí là rất là tích cực tuyên truyền vận động, tức là để thấm hiểu dân. Thế nên tất nhiên là tuyên truyền một lúc thì có thể là người dân chưa hiểu hết được, thế cho nên cái công tác là đạt cái hiệu quả cao là đồng chí là một trong những vai trò hết sức quan trọng ở cơ sở địa phương. Hơn 30 năm công tác tại địa phương, từ cán bộ đoàn thanh niên, bảo vệ thôn, công an viên cho đến phó thôn, trưởng thôn, việc nào ông Khoa cũng làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Hình ảnh cùng những việc làm cụ thể của trưởng thôn Vũ Khả Khoa sẽ còn mãi trong lòng nhiều người dân thôn Nguyễn Xá. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, thành phố Hưng Yên tổ chức thành công giải bóng đá cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động thành phố năm 2018. Tham dự giải năm nay, có 7 đội tuyển được chia làm 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm, với thời gian mỗi trận 50 phút, chọn ra các đội có thành tích tốt nhất vào thi đấu bán kết và chung kết. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ, hầu hết các trận thi đấu tại giải năm nay đều diễn ra hết sức sôi nổi, hấp dẫn, cống hiến cho khán giả những trận đấu hay, nhiều pha bóng đẹp mắt và kịch tính. Trong trận chung kết, kết thúc hai hiệp thi đấu chính thức, hai đội tuyển Công an thành phố và Phường Quang Trung hòa nhau với tỷ số 3 đều và buộc phải giải quyết thắng thua ở loạt đá luân lưu trên chấm 11m. Phường Quang Trung đã giành chiến thắng với tỷ số 3-0, giành chức vô địch. Xếp thứ hai là đội Công an thành phố và đồng giải ba thuộc về hai đội tuyển xã Bảo Khê và Xí nghiệp Khai thác Công trình Thủy lợi thành phố. Sau gần một tháng tranh tài và cống hiến những bàn thắng đẹp, lối chơi fair play, ngày 26 tháng 8 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ BVF đã diễn ra loạt trận tranh các giải nhất nhì 3-4 của giải bóng đá thanh niên lần thứ 3 tranh cúp gỗ Minh Long do Ban chỉ đạo hoạt động hè Văn Giang đã tổ chức, thu hút hàng nghìn khán giả trong và ngoài huyện đến tham gia cổ vũ. Trải qua các vòng loại tứ kết, bán kết, 14 đội thi đấu đến từ các xã, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Văn Giang, tài bóng đã tìm ra hai đội mạnh nhất là Vĩnh Phúc và Việt Hưng. Trải qua 90 phút thi đấu căng thẳng cùng sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả trên sân, hai đội đã mang đến cho người xem trận đấu vô cùng kịch tính. Kết thúc trận đấu, hai đội hòa với tỷ số 2-2. Đội Vĩnh Phúc và Việt Hưng bước sang loạt đá luân lưu 11m. Nhờ sự bình tĩnh cùng lối chơi bền bỉ và kỹ thuật, đội Việt Hưng đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 5-3 và chính thức giành cúp vô địch. Các giải nhì 3-4 lần lượt được trao cho các đội Vĩnh Phúc, Tân Tiến và Liên Nghĩa.